xứ là gia đình của những người làm con Thiên Chúa. Tất cả là anh chị em, tất cả đã được thánh hóa để sống trong Đức Kitô. Xứ sự soi dẫn thành thần, là dân thánh giữa nơi gian trần. Xin cho chúng con chân thành công tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa. Chung tay đắp xây cuộc sống công bình và ai cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ mọi nơi. Chúng con chân thành công tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa. Chung tay đắp xây cuộc sống công bình và ai cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dâng thân phục vụ mọi nơi. Là cộng đoàn của những người chuyên chăm lời Chúa, sẵn lòng vâng theo Chủ chân, chuyên cần nghe lời giáo huấn để sống hiệp nhất với nhau trong tình bác ái cao vời và trở nên mùi men cho đời. Xin cho chúng con chân thành công tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất, thấm sâu tin mừng của Chúa. Chung tay đắp